Thưa quý vị và các bạn, Mường Lát là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Thanh Hóa, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm qua, Mường Lát đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Nhờ đó, tình trạng hôn nhân cận huyết thống đã được xóa bỏ. Tuy nhiên, vấn nạn tảo hôn vẫn còn diễn ra, chưa được giải quyết dứt điểm. Địa bàn huyện Mường Lát có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống như Mông, Thái, Dao, Khơ Mú. Riêng đồng bào Mông chiếm hơn 40%. Thời gian qua, các ủy chính quyền địa phương đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình cho người dân, trong đó đặc biệt chú trọng đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Với những nỗ lực ấy, nhận thức của người dân về hôn nhân dần được nâng cao, số cặp vợ chồng tảo hôn giảm dần qua từng năm. Ngôi nhà nhỏ này là nơi ở của gia đình Hơ Thị Nính và Trá Văn Pó ở bản Pù Tong, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Hơ Thị Nính sinh năm 2006, kết hôn từ năm 14 tuổi. Vợ chồng họ đã có hai mặt con lớn hơn 2 tuổi, con nhỏ 8 tháng. Mặc dù đã ở với nhau gần 4 năm, nhưng trong nhà của họ không có nổi một thứ đồ gì giá trị. Nính chỉ ở nhà chăm sóc con cái, không biết làm gì lo cho cuộc sống, nên cái ăn, cái mặc rất khảm khổ. Do quá khó khăn, anh Pó, chồng của Nính phải rời bản đi làm thuê gần 2 năm nay, nhưng cũng chẳng tích cóp được đồng nào gửi về cho Nính nuôi con. Tôi lấy chồng khi 14 tuổi, chồng tôi đi làm thuê rồi để tôi ở nhà với các con thôi. Cuộc sống khó khăn lắm, con cái không có cơm ăn. Về ở với chồng thì chồng không thương, tôi khổ lắm. Còn đây là em Sung Thị Dụ, năm nay mới 17 tuổi, nhưng đã phải về nhà chồng ở vì bụng mang bầu được gần 5 tháng. Dù hai vợ chồng cố gắng bằng nhau làm ăn, nhưng cuộc sống vẫn túng bấn. Các cấp chính quyền địa phương đã tuyên truyền rất nhiều về việc không được kết hôn khi chưa đủ 18 tuổi, em có biết không? Em có biết ạ, nhưng em thích chồng em rồi thì em lấy thôi. Từ khi về ở với chồng, em có những khó khăn gì? Do chồng em không còn bố mẹ nữa, tất cả mọi việc trong nhà không có ai định hướng giúp đỡ. Vợ chồng em tự làm hết, nên cuộc sống rất là khó khăn ạ. Đối với gia đình anh Lâu Văn Sáu và chị Thao Thị Xua ở bản Pù Tong, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, vì hiểu biết về luật hôn nhân và gia đình nên anh chị kết hôn khi cả hai đều trên 18 tuổi. Với quan niệm, dù trai hay gái, chỉ đẻ hai con để có điều kiện phát triển kinh tế, lo cho con cái ăn học. Đến nay anh chị đã xây được ngôi nhà kiên cố, sắm đầy đủ các vật dụng có giá trị như tivi, tủ lạnh, máy giặt, ô tô và có một cửa hàng tạp hóa ngay trung tâm xã, chuyên cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho bà con trên địa bàn. Mỗi năm tổng thu nhập hàng chục triệu đồng. Tôi nghĩ các bạn trẻ bây giờ không nên vội đi lấy chồng lấy vợ sớm. Khi đủ 18 tuổi trở lên, lấy chồng lấy vợ mới biết làm kinh tế, nuôi con cái ăn học và chăm lo cho gia đình. Năm 2022, huyện Mường Lát chọn xã Nhi Sơn để triển khai xây dựng mô hình điểm, thành lập ban chỉ đạo thực hiện mô hình giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, câu lạc bộ phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các bản.
qua công tác tuyên truyền vận động đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân, tình trạng kết hôn chưa đủ tuổi quy định giảm rõ rệt. Năm 2022, xã Nhi Sơn có 7 trường hợp tảo hôn, năm 2023 chỉ có 3 trường hợp và không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Khi mà có đề án của tỉnh thì đảng ủy chính quyền đã triển khai kịp thời đến với các thôn bản. Thì trong cái việc thực hiện đó thì cũng được đảng ủy chính quyền địa phương là kịp thời ngăn chặn bằng cái biện pháp là phải tuyên truyền về cái lợi ích cho bà con nhân dân để người ta hiểu về cái tác hại của cái hôn nhân cũng thống này và cái tảo hôn này thì cũng được nhân dân nhận thức được. Đến thời điểm này thì cơ bản nó cũng giảm tối thiểu. Trong thời gian tới thì đảng ủy chính quyền là tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động đối với những người các trường dòng họ người để người ta áp dụng đưa cái mô hình mà trường dòng họ để người ta tuyên truyền, trong đó là dùng các cái biện pháp của nhà nước để chúng ta ngăn chặn, thậm chí là các cái trường hợp mà người ta cố thì cũng phải răn đe. Thực hiện quyết định số 498 QĐ-TTg phê duyệt đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2, 2021-2025. Năm 2023-2024, huyện Mường Lát tiếp tục phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng công an, biên phòng, người có uy tín, già làng trưởng bản, tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình bằng nhiều hình thức khác nhau như tổ chức hội nghị của xã, thôn bản, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, đặc biệt là tăng cường tổ chức các buổi nói chuyện ngoại khóa về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở dân tộc nội trú và trung học phổ thông trên địa bàn huyện vào các dịp trước khi nghỉ hè và nghỉ Tết. Sau khi được thầy cô tuyên truyền về việc tình trạng tảo hôn sớm thì có sẽ xảy ra rất là nhiều hậu quả khác nhau, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và tương lai của mình sau này, cũng như và khi mình sinh con thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi và con cái của mình sau này sẽ kém phát triển hơn ạ. Trước đây thì cái công tác tuyên truyền là chủ yếu là tập trung vào cái hội nghị, tổ chức hội nghị tập trung tại trung tâm huyện. Thế nhưng mà với cái đối tượng là trưởng bản này, người có uy tín này, rồi là hội trưởng hội phụ nữ thôn bản. Thế nhưng mà qua cái quá trình giám sát cũng như là cái nắm bắt thì về địa phương thì triển khai lại thì nó cũng chưa được nhiều. Chính vì vậy cho nên là huyện cũng đã có lựa chọn những cái giải pháp phương pháp trong những cái năm gần đây, đấy là kết hợp tuyên truyền hội nghị. Thế nhưng mà hội nghị thì đi trực tiếp đến cơ sở, đến các xã, thậm chí là một số bản có cái nguy cơ cao để tuyên truyền. Chúng tôi tập trung mạnh nhất đấy là cái đối tượng nguy cơ, đấy là các cháu học sinh đang học trung học cơ sở. Đấy. Cháu học sinh trung học cơ sở chúng có những cái cuộc tuyên truyền ngoài giờ. Đối với các cháu thì trong năm 2023 thì chúng tôi và 2024 chúng tôi đã triển khai được trên 10 cái cuộc tuyên truyền tại các trường và cũng gần 20 cuộc tuyên truyền tại các xã và thôn bản. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị, cũng như phát huy tốt vai trò người có uy tín, già làng trưởng bản, và đặc biệt là nêu cao vai trò của nhà trường, nơi trực tiếp quản lý giáo dục trẻ vị thành niên, chắc chắn công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về luật hôn nhân và gia đình sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Việc tuyên truyền được triển khai sát với đối tượng, đi trúng đích sẽ giúp tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc Mông, huyện Mường Lát được giải quyết nhanh chóng, triệt để. Qua đó giúp bà con phát triển kinh tế xã hội, xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc, góp phần thực hiện thành công nếp sống văn hóa mới trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tạp chí Dân tộc Miền Núi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.